Những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Tân Lạc luôn dành sự quan tâm, chú trọng phát triển chăn nuôi, góp phần tăng tỷ trọng và giá trị trong cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh đã gây thiệt hại không nhỏ. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh đã được địa phương và người chăn nuôi đặc biệt quan tâm. Để hỗ trợ ngành chăn nuôi phát triển, huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ bà con, nhân dân, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ người dân cải tạo đàn vật nuôi. Từ những định hướng thiết thực đã giúp nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn có thêm điều kiện đầu tư phát triển đàn vật nuôi. Đến nay, tổng đàn trâu bò trên địa bàn huyện là 27.000 con, đàn lợn trên 39.000 con và đàn gia cầm gần 950.000 con. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, nên tình trạng gia súc gia cầm bị chết do đói rét vào mùa đông đã được hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, để giúp người dân ngày càng tiếp cận hướng chăn nuôi mới, huyện đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn các hộ chuyển từ tập quán chăn thả tự do sang chăn nuôi theo hướng tập trung, quy hoạch vùng trồng cỏ và vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cỏ, hoa màu để chủ động nguồn thức ăn, kiểm soát phòng dịch bệnh trên đàn gia súc. Đồng thời, chú trọng cải tạo giống thông qua các đề án bò đực giống, lợn siêu nạc. Với hướng đi phù hợp cùng với lợi thế của địa phương, tập trung phát triển đàn gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đang được huyện Tân Lạc triển khai sâu rộng, bước đầu có hiệu quả, giúp huyện không chỉ thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo mà còn giúp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.